Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục live game. Mong các bạn xem và ủng hộ mình nhiều hơn. Mời hôm nay các bạn nhé. Thank you.
cứng cứng mất hết đấy, mất hết.
xuyên mặt bóng. Năm chín trăm linh một đẹp tối qua về các bạn cao không?
tới là còn đúng 1k. Còn cắt mùa luôn. Phải 1k đi ngủ.
Thank you.
kẹt ngặt nhau. Hai triệu cũng 2.000 thôi. Không biết bao bán hàng. Mắt nhiều thích nhỉ. Hai số ba chục máy. Đấy chắc ở đây đồng hành mua người bán đúng không thì bán nhiều máy. Anh vẫn đang tìm video của kênh mình. Sao vậy? Video của kênh mình. Video cuối. Ờ, kéo hôm cuối, cuối cùng thôi. Ai? Kéo hôm cuối. Kéo hôm lên chuột phải lăn thế này, phải kéo đấy. Cái chuột phải kéo đấy. Chuột phải ấy, phải ở chuột trái ấy. Dí phát, không kéo, vút phát lên. Được không? Cái chuột trái kéo, vút một phát lên rồi. Đấy lần lần cái cuối cùng này đi cho tôi chức thành
Hãy
là bình thường là em đi bắt được chiến sĩ thì mình có ok được bắn được đúng không anh ạ? Mình có un thì thẳng được được con thì chúng nó cũng như là vẫn ấm ấm cái con khỉ đây đúng đúng hai ác 80 một ác 102 vãi trưởng mãi ách à hết lòng chó hết lòng chó để em mới biết anh biết cái gì thà làm chó không thành thật. Tôi phải nghĩ anh như thế này. Đó là mắt mình nhìn thấy. Anh nhìn thấy đâu? Tệ. Anh tệ. Không biết không? Em tệ em. Nhưng mà anh ơi, anh sợ em xin anh rằng là anh lại không thành thật. Thật cái gì? Chắc là cũng sợ đấy, em làm nhận. Mày thấy anh biết không, cả một cái ông anh hỏi đi mẹ mẹ chảy đứt dãi ra, anh đứt chưa nói thật một lần nào, chưa thông báo qua số cụ thể cho anh bao giờ. Mà bây giờ anh đứt muốn anh phải phải thông báo cho anh đứt chi tiết từng con một này đấy chứ. Anh làm được, anh phải nói cho anh em biết chứ. Mày thấy thấy nick của mày chưa, Nam? Không làm được thì em bảo không làm được. Chứ em có nói bảo là... Bảo không nói, anh biết không làm được không, Nam? Còn đây... Con nào cũng ít hơn anh. Để là em không ngắp. Thế đi chịu rồi. Chịu rồi. Đấy không áp là chịu rồi. Nói cái gì giờ em đâu? Em nào áp đi. Tại giờ bắn được tí nào đâu mà. Tại giờ bắn được tí nào đâu mà. Mình vừa lên chạm vào chuột đã thấy bố tay ôm rồi. Từ hôm qua rồi nó rồi. Anh bảo sáng nay cơ mà. Sáng nay em vẫn hôn mèo của hôm qua. Nốt nó. Nó tập hôm qua. Mình chưa làm gì vậy. Nó 3-4 tắp. Vỗ tay ấm ấm. Sao nào? Chứ là không có làm gì được đâu. Anh chỉ chắc sáng nay nhìn bữa nào anh mới ngủ dậy tập trung thì để em cơ chuyện anh Tuấn Anh mày thì để anh để cho anh mày đi để mình ngồi nghe chuyện kia. Tuấn Anh thì bây giờ không cùng mấy thôi mà các bạn anh ấy giờ trên tầng thượng lưu gì mà thượng lưu vẽ trên siêu phố này mày cứ mẹ mày không nói chuyện anh Tuấn Anh một lúc rồi thì anh Tuấn Anh đã up 900 cho mày xem.
11 giờ trưa là bắt đầu up 1k đấy. Nóng đi, nóng đi rồi. Anh tắm thì cái kiểu đéo gì nhỉ? Anh là kiểu gì anh? Lâu mà. Cô làm cũng được. Cô làm cũng 5 phát. Có con 9 phát. Hai thẻ 9 phát. Con 9 phát. Đều đều cứ 8, 9 phát. Đúng không? Thẻ có thể ngon. Ngon, anh lấy thẻ thôi. Thì đấy, cô chứ xít đi. Của anh. Cái đấy thì cô không thể nói. Không thể danh với anh nào ăn. Anh mệt rồi. Phải chạy đôi mai. Cho con được 9 phát ra tôi đây. Ao chưa? Đang thẻ. Con đầu tiên được thẻ đầu tiên được 5. À, 2 là 4. Giờ là một thẻ 9 phát. Không, thế cảm ơn. Okay.
Bật 5 đô lên đi. Sáng giờ trên 1 lít. Làm đấy biết mấy chưa? Khổ không? Bạn sáng giờ phút 100. Sao anh với anh biết hôm qua giờ cứ dây nhau ấy. Đang tin đang mua ở tiền lại hơn đang tin anh đi vô điều kiện à, tin anh chứ không tin anh đang luôn là nhưng mà anh biết cho ăn cho bốn thu nhập đấy là mà này nghe anh thì chả mày còn muốn sơ tinh nhưng mà nghe anh biết chỉ muốn đọc thôi đã chạy đâu được về em nghe cái câu thả chết vịt còn hơn sống nhục chưa thôi em thả sống nhục đấy chết khổ lắm thì chết thì hết thì buồn khổ gì thì hết thì còn làm cái gì nữa già sống thôi chết thì là lên tinh đường hết tinh đường nè quá mệt mỏi hết tinh đường nè đấy gọi là nó sẽ hát hát cho nghe nhá à, sao lại tên là tôi nó sẽ đấy khoa học kia chứng minh được thì tên giống tiếng Việt nhưng mà người Việt là tên tiếng Anh hiểu không? Lô à? Thì mẹ vừa nó xét được tiền tám nhóc thấy thì mẹ mày về vừa nó xét tao mặc cái bàn hàng ui giời 40 đô đấy là bán tổng cộng là 90 thôi nên năm ạ. Chỉ 10 đô đấy.
bắn khỏe thế nhờ. Anh còn anh 1k này. Quay được. Bằng cái ở ngày em làm không? Anh 6 tap bay, anh hát được 6 bay, 6 full nhất. Ông trượt một con domain nào. Bay được cả 6 rồi đấy. Tâm lý cũng đúng nhưng mà bay được đâu mà tâm lý, nhưng mà nó có thể đây nếu mà cho nó bắn thì nó vẫn bắn được 10. Gom mèo thì anh đừng cất kho, không rồi cũng còn 200 đô, 400 đô. Sáng giờ bắn được 190 đây này. Thế rồi nãy bạn bắn chưa được 100 đô.
vừa được thêm một tên này. Xong trả lời, không biết trả lời đi. Phải làm sao? Tôi đang 700 chưa? 900 còn bán rồi. Đi quá chán. Đi biết đi hỏi 700 chưa? Đi xe đó. Nó có hỏi ở nhìn ai giờ lên 1.400. Chán người luôn. Ngày làm thế thôi. Ngày làm gì ba thôi. 2.300 đi mẹ ngày làm thì 8 giờ mới bật lại xong. Được chưa? Tính 8 giờ bắt đầu mới bắn đi. 1 tiếng.
thì mỗi tao hai con thẻ nào cũng cắn thì nhanh không ấy. Đây con thẻ mình bắn phát xong tiền. Hôm qua bay được con nào mấy con thẻ bắn được 4 năm hết đấy. Nên để làm này ăn luôn. Này ăn luôn. Mà nãy bắn từ đầu không ngập được. Đang ngập được. Wow. Tuyệt vời. Làm perfect. Thấy được có làm được đâu. Đây là cho tay phát đầu tiên như này. Vui ạ. Đấy, cưới chân đấy tôi cũng thấy được rồi. Ai cũng thà làm chó chứ không phải thật. Ở nhà. À, em Nam học theo ai thì học được học theo cách của anh Giang. Tám tác, bảy tác, bảy mười, bảy mươi, năm năm, ba năm, 105, chưa tính là nếu mà 4 phát, nhân lên 400 một lít, một phát, một tơn. Thế mới bắn chứ nào. Mình bắn 8 tác. Gần 1 tác. Gần 1 nhá. Thế mình kéo. Thế là tăng lên nó như kiểu là công sức của dân nhau. Nghĩa là công sức như thế tạo ra được một cái kiểu như thế. Hiểu không? Kiểu kiểu đấy.
kiểu không đà, cụ cả đà. Kiểu không thầy mà đố mày làm nên, nhưng thầy là ai? Mày là ai? Mày là ai? Tao sẽ giới thiệu cho là anh hùng của cái mình sẽ từ bỏ đéo đi đây. Tạm lên đi. Bảo khuyên nhưng tôi cũng không có được đâu. Khuyên tôi làm cái gì? Nói về tai của mình không làm thì làm gần cái gì luôn. Mình bị yếu kia kìa. Yếu thì sẽ chờ 400. Mới được 390 thôi. Đúng không? 399. Lấy bắn con mèo mới, tôi bên mới át thẻ bắn nhá, át phản phát đầu tiên nhá, bắn gói 10 luôn đúng không? Có ơn đúng không? Xong là đến phát thứ hai mới bắn được không? Nó ăn luôn. Ăn luôn. Ok, thành luôn. Anh Toàn phát đầu tiên kể cả con nào thì phát ơn luôn nhỉ? Em cũng là cái lối ơ giảm 5 lại bắn lên 10. Nhưng mà có nghĩa là nó con nào cũng vào phải ơ luôn, không con nào là được luôn đấy, hiểu không? Cái số của bọn người kia ngày nào bắn được thế nào? Ông trời đã quyết định đâu như thế nào? Con mèo này là con mèo vĩ nhất của mình như đấy mà lúc bị như thế. Anh lấy về em bảo được rồi. Mèo mèo còn đợi bao lâu mình cũng được cách trở lại. Cái game toàn quảng cáo nên mẹ đéo biết đéo có nút tắt. Ta sẽ là 11 đô ở đi đâu? Sao 11 đô? Đây này, có số 11 đô. Anh gặp nhà đâu? Chỗ của anh rồi. Mày lát rồi. Chỗ
thẻ anh ấy vừa đem cho chị ơi. Thằng đồ đô, anh pick ký hiệu của anh. Em cái kho trong kho mấy nghìn con thẻ đâu rồi, không biết át rồi, không át cái ship được. Máy... máy để gom hết rồi, không có máy át. Ờ, ok kìa. Đi chạy thêm khô, cứ đi ngủ đi. Đi chạy thêm khi nào ngâm xong thì ra bắn. Lấy cho Linh Trăn. Chúng ta phải xem con nào thì không khả thi là phải... Phải ập ra ngay chứ. Không thì vẫn dùng, vẫn thiếu máy, không có máy bắn thì phải gọi lấy máy luôn nhá. Điện thì bảo là không có máy bắn thì máy ngâm hết rồi thì chết tớ. Cái sắp phun rồi đấy. Anh cầm nhá. Thế kia. Cái kia phun rồi. Bao nhiêu nó phun? 2k nữa. Hơn 2k. Ui 2k thì chỉ đeo được rồi. Anh cả 8 rồi. Thế kia. 8, 6, 1. Anh 8, 5, 9. Cái nồi,
người. Nhìn cái gì? Tiếc cái gì? Tận mấy chục con. Từ giờ thôi. Anh đuôi
ôi sai đâu rồi, sai đâu rồi, nhìn là biết sai rồi. Lên đi, cái tôi lên đi cái gì, lên đi đâu nữa, phải 45 quá đẳng cấp. Thôi à, 7k thôi. Cái bia
Mồm đâu rồi? Cậu bọc. Bọc thì toàn bọc chứ. Toàn bọc ở đây. Sáu.
đúng không? Anh sẽ bảo thế đúng không? Trời ơi, đâu ra nữa. Chết chung nữa. Rồi có dừng hôm qua cả bên mà. Từ hôm qua, lúc em đi xuống, đi ra ngoài, có thuận vào. Nhìn bọn này hôm nay ấy nhỉ, ấy có vẻ không thích ăn thiếu rồi đấy sao nhỉ? Có chứ đấy. Mình bảo chắc anh em bận thôi bác, chứ có bao giờ là thừa thiếu đâu. Bây giờ chỉ có em với anh vừa mới xuống một con rồi, em vừa cắt một đĩa lên cùng cầm trong cái thùng đựng, cầm cái thùng dao lên này. Anh xuống đấy cho mấy lần mẹ ăn cái lem em tỉa ra cứ tưởng mà em cũng chưa xuống đấy lần nào. Và đáng thật. Anh một cái hay chưa? Xong cả tư mẹ chúng tôi hỏi con tranh nhân 200 đi rồi. Sao lại tìm được không? Xem số á. Tìm thật hết đâu. Có bao nhiêu lần hết. Luôn nào luôn. Bây giờ đến tối phải ra phòng thử. Tối dễ tay. Thì chiều hôm qua là ngồi được chiều mà. Chiều hôm qua không may luôn. Của mình thì tay không lấy đâu mới đứng. Thì tay không lấy đấy. Đừng không. Mà người đàn ông lắm. Bên thằng nó
Suốt anh cứ dậy một phát á, là nó thò hết cả người nó sang, kiểu là kể cả nó ngủ say nó không biết. Không có mình đâu mà tao ngủ tiếp. Ôi dồi ôi, quên mất. Ôi. Rồi, bố anh em sẽ thơm lên trên tay của mình nhá. Anh em vào những người gì đó chỉ tiếp theo. Chào mẹ cô lại. Ô, sẽ tắt đèn. Nó hết tờ rồi con đâu. Con em sẽ tắt này. Tắt nhầm hả? Đấy, tắt nhầm hả?